Hello, em lên một con đồng hồ của Nhật nha. Đó, nhìn cái núm rất là độc lạ luôn. Có núm bảo vệ. Đây, rất là dài, size khủng nha, 49 chua núm nha, của Nhật nha. Đó, đẹp leng keng, em bán 580 bao ship nha. Đó, mời cả nhà mình xem đó, đấy có ghi Nhật nha, Japan. Đó, em quay mọi góc cạnh luôn. Đây mình cái núm đó mình dặn ra. Đây lát em có quay nha, đợi xíu. Nó đẹp long lanh luôn nha, mặt xanh quân đội. Giờ em dặn nè, em dùng một tay em dặn ra luôn nha. Đó, mình dặn vô rồi mình chỉnh giờ, rút cái núm nhỏ đó chỉnh giờ. Chỉnh giờ xong mình dặn vô, nó rất là ngầu luôn. Rồi mời cả nhà cùng trải nghiệm nha.